Sữa đánh kèm. Còn đây là những giỏ sách rất là thanh tê. Cái này chúng ta có thể mang đi du lịch được luôn nha các bạn. Đúng rồi đó. Mua cho con cái đi du lịch đi. Được không? Cái này là màu hồng. Con thích màu gì? Con thích màu gì? Con thích màu này. Màu hồng. Để coi thử giá tiền ở đây một cái này là bao nhiêu nha. Còn đây chính là cái 200... biểu tượng của đạo đấy đi. Hello. Cái nó là gì? Nó lá. Nó lá là biểu tượng đặc trưng của Việt Nam đó các bạn. Còn đây là thêm một cái giỏ sách nữa. Giỏ sách này có nốt hơn một con nốt cách đi be này các bạn ơi. Chắc là cái te. Còn đây là một cái mũ. U trời ơi. Cái mũ này chúng ta có thể là đi nghỉ mát. Rồi các bạn theo chân mình qua bên kia nha. À chân mình đi báo. Đây chính là cái áo cái quần. Đây là quần cho con trai như là ba mình đó. Đây. Quần này là quần mình. Đây là áo này để dùng để làm gì biết không? Để đi biển á. Đúng rồi. Hay là đi nghỉ hè á, là người ta hay mặc cái này. Áo này chúng ta có thể mặc thêm quần đùi bên trong. Đúng rồi. Đây là áo cờ đỏ sông của anh này. Áo này rất là ngầu. 200 ngàn. Đây là áo thun nha các bạn. Còn đây là kẹo. Kẹo nữa ha. Đây là cái gánh, có rất là nhiều bưởi. Đây là bưởi da xanh. Đây chính là nấm kim châm. Thì có rất là nhiều bản và giảm giá rất là. Bữa nay bán đồ là vừa rồi con, bữa nay gần rồi. Dạ. Tháng nữa là tới Giáng sinh rồi. Được chứ, được bữa tới Giáng sinh mình sẽ mua đồ về trang trí nha. Rồi ba đặt cây thông nữa nha. Ừ. Cây thông mình như nhà mình có một cây thông. Cây thông nhỏ. Ừ, cây nhỏ thôi. Trời ơi, cái này con sẽ. Đây nè, thông nè, bên này bán thông đầy nè. Các bạn ở đây chính là cây thông. Đây nè. Cái này các bạn. Cái này. Đây giúp mình cái màu. Có sừng.
xanh này. Đúng rồi, đây là bưởi da xanh đây nè, đây là bưởi da xanh. Ô các bạn nhìn kìa, trên kia có một cái chùm gió. Rất là đẹp. Như những chấm tròn của ly. Đây là kem là... đánh răng VS. Đây là gian hàng mỹ phẩm này đúng không? Nhâm dưỡng ta. Đây chính là bài chả đắng răng. Rất là nhiều. Ở đây là có bài chả màu hồng, nhưng đây là bài chả của người lớn các bạn ơi. Là bài chả của người lớn không? Không có bạn trẻ của trẻ. Bên này là kem. Đây chính là kem đánh răng. Kem đánh răng. Các bạn nhìn cái kem này hơi bị mắc cười. Kem này là đánh răng, kem này là khỏi cần uống cà phê luôn nè, bởi vì nó có vị cà phê rồi đó. Ồ, các bạn đang đánh kem này là được rồi đó các bạn. Khỏi tốn tiền uống cà phê rồi đúng không con luôn. Và đây là kem đánh răng Cool Jazz. Mình cũng có cái hộp này ở nhà. Hai hộp nhà mình. Là rất là nhiều kem đánh răng VS. Và đây là bài chả đánh răng của trẻ em, kèm thêm một cái kem đánh răng mình cặn. Cái này cho Tino được. Ừ. Cái này bạn chả cái kem đánh răng mà có tặng thêm cái đồng hồ nữa nè. Đúng rồi các bạn. Nhưng mình đang có kiểu đồng hồ. Ồ, rất là nhiều. Còn đây chính là dầu gội. It's man. Ta cho quảng cáo mình thấy các bạn. Đây là dầu Romano. Đấy. Đây là Romano. Đây này là gì? Hả? Đây tả em... trẻ em. Bị yếm. Bị yếm. Bị trẻ em rất là nhiều bị yếm luôn. Hồi xưa Luna dùng bị yếm rất là nhiều đây. Rất là tặng thêm bài hai cái yếm nữa. Còn đây là sữa hộp Bad Lady. Các bạn ơi, các bạn ơi, hồi xưa mình uống sữa này đây. Các bạn nhớ nhật ký của mình hồi xưa uống sữa này, tại mẹ mình đút nhanh. Mẹ mình cho mình uống nhanh quá nên là mình ói luôn cho vô cái sofa. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái quầy, mấy quầy trong kia ha. Ok. Ô các bạn ơi, rất là nhiều. Đã đó các bạn. Hôm nay mình lớp 2 rồi còn 8 nữa. Tino chứ. Ủa, tuần này nữa mà. À, tuần này ngủ cũng còn phải tả luôn hả? Dạ, tuần này cũng mặc để khỏi đá. Ôi trời. Ô các bạn ơi, đây là hai tụ mannequin. Gái và một trai. Con mannequin này thì đang mặc áo sơ mi màu nâu kem và mặc quần jean. Bên này là đồ điện máy. Bên này là đồ điện máy nha các bạn. Các bạn qua đây. Điện máy là ngồi cơm điện. Các bạn ơi, đây chính là ừ, đúng rồi. Máy pha sinh tố, máy pha cà phê. Đúng rồi. Rất là nhiều máy. Cái này cũng là máy pha sinh tố. Nhưng mà nó bằng điện. Nó pha bằng điện. Cái này rất là chất lượng. Cái này cũng là máy xay thịt. Máy xay thịt. Đúng rồi. Đây là máy xay thịt. Ủa thịt cũng biết xay quá trời. Đúng rồi. Xịt thịt mình xay ra làm chả hay là làm gì đó. Thì người ta xay đó. Hay là thịt băm cho em bé ăn ấy. Đây là đồ dùng để xay dựng là khoai. Cái chục vít. Cái chục vít. Không phải cái chục vít. Đúng rồi. Đây là cờ lê để sửa bánh xe. À, là cũng đồ gia dụng. Là binh dự phòng. Và binh dự phòng. Đúng rồi, binh đây. Binh này các bạn ơi, rất là nhiều binh.
Nhưng mà hình như nó giống như là nó bị cũ. Cái vòi. Đây là mũ bảo hiểm. Đây là những cái chai hóa chất, chai để mình nè, xịt gương nè, 3M nè, xịt xe nữa. Ừ, xịt xe rồi xịt những cái vết ố. Cả có xịt chuột nữa. Đúng không? Ừ. Đây là đồ bút văn phòng phẩm. Đây chính là bút, toàn là bút. Đây là bút bi, bút bi nha các bạn. Ồ, bút này ở nhà mình cũng có. Ôi, bút màu đỏ này các bạn, bút này để cho cô giáo chấm bài đó. Đúng không các bạn? Ồ, các bạn ơi, trên lớp cô giáo mình không cho mình dùng bút này, đây là bút xóa. Ví dụ nha, ví dụ 1 cộng 1 mà bằng 5 thì cô giáo chấm sai. Nhưng mà nếu mình xóa chữ số 5 đi, mình sửa lại là thành 2. Nhưng mà có sai thì không được. Nên là cô không cho con dùng rồi. Không cho. Này đồ nhựa, không có gì nha. Ở chứ là cái nhựa. Các bạn bỏ qua đồ nhựa đây, mình đi vô tiếp. Các bạn ơi, các bạn biết đây là gì không? Cái này là đồ sale. Đây là áo ngực. Áo ngực này. Còn đây là giúp lê. Cái này chúng ta có thể đi tắm biển. Đây là cái chè áo. Rồi. Còn cái này. Ô, cái này nó quen. Cái đồ vải giấy đúng không? Cục giấy. Ô, cái này có thể là chúng ta sẽ múc. Và có cái nhỏ nữa, nhỏ có nhà có cái này. Còn đây là cái này bên này dao nhiều nè. Cái múc canh đó các bạn. Còn đây là dao. Rất là cái này là cái máy gọt vỏ. Ví dụ mình sẽ gọt vỏ xoài thì gọt. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái quầy thực phẩm đi. Bây giờ mình sẽ đi vô quầy thực phẩm. Đấy, đó rất là nhiều quầy, quá hay luôn. Đây, nó chia ra nè. Đây là quầy bánh. À. Đồ gia dụng. Đây là bánh Oreo sô cô la thì đây là nước. Ba mình nói bánh Oreo này là có vị tình đó các. Vị tình là nước bột ngọt á hả? Đấy, chú leo lên kia kìa nha. Wow, các bạn ơi, đây là hàng của, và đây có hàng của. Đây là hàng khuyến mãi, hàng sale. Đây là hàng khuyến. Bột giặt. Sale là giảm giá. Đúng rồi, sale là khuyến mãi, giảm giá. Đây là mì, rất là mì. Cái toàn tôm. Là kệ, đây là toàn là omachi. Omachi rồi, cung đình. Đây là nuôi nha các bạn. Đây nè, đây rất là nhiều mì. Trong này là một kho mì đó các bạn. Ồ, có tại bốc mì kìa các bạn. Đây chính là hủ tiếu Nam Vàng. Uống giò heo, không thiếu món gì luôn luôn nè. Bún gà heo nè, rồi bánh đa cua nè. Đây là cháo gấu đỏ nha các bạn. Bên này cái gì cũng cho vô bao được rồi, không có cần phải phở đây nè. Yeah. Nhiều quá, không thiếu món phở nào. Phở thịt bò, rồi phở thịt heo, rồi phở thịt gà nè, phở, phở cuộn đệ nè. Đệ nhất phở kìa. Bây giờ mình sẽ đi vô phòng quầy thực phẩm đi. Bên này là sữa, cà phê. Các bạn ơi, ba mình này rất là quay, rất là nhanh.
đây chính là cà phê. À đây, vì sao họ ghi là cà phê rang củi không biết không? Bình thường là cà phê họ rang là bằng lửa đúng không? Lửa là có thể đốt cháy bằng ga đúng không? Bằng gì nữa? Bằng củi. Ờ, thì cái này người ta ghi là cà phê rang củi. Họ ghi là như vậy, nhưng mà mình không biết họ rang bằng cái gì đâu. Mình đi vô ngoài thực phẩm trước. Mình đi vô ngoài thực phẩm trước nha. Nước ép à? Đây là cà nước ép rất là tuyệt vời. Đây là sữa trái cây Twister. Còn đây là nước uống Pororo. Mật ong táo. Nhưng mà nó thế rồi. Ở đây cũng bán các loại nước uống Pororo. Cô lấy nước Pororo đi, lấy mình khỏi lấy. Con cầm thế đi. Lấy không? Hay là lát mình qua để mình mua sao? Lát qua lại mua sao? Ok. Cô thích uống cái đó đúng không? Dạ đúng. Ui cơ mà, đại cơ mà. Là cà phê này rất là mini của hãng. Thôi bố uống cái này không được đâu. Bè. Cái đó nó không có ngon lắm. Đây là Coca-Cola. Luna đã bỏ uống Coca-Cola rồi nha. Nhưng mình vẫn uống. Rồi, rồi. Mình thấy đâu bình thường đâu có gì nguy hiểm đâu. Chắc ba mình nói xả nữa. Cái này rượu này bất kỳ người nào mà uống là bị sai hết. Các bạn ơi, ở đây có hình xương. Đố các bạn bộ xương tiếng Anh là gì? Tức là mình uống rượu này vô là nó thành cái bộ xương liền đúng không? Thế hay sao? Đó ba bộ xương tiếng Anh là gì? Bone. Sai, skeleton. Giỏi ghê ta ha. Đây chính là rượu. Tự nhiên rượu nó có xương mà tự nhiên mình uống vô bị thẳng xương thẳng lan. Trên đời này không có cái điều mà con người chính là bộ xương đâu các bạn. Bất kỳ con người nào hay là tất cả loại động vật bị tuyệt chủng thì nó sẽ để lại một xương. Mới đúng chứ. Chứ tự nhiên con người uống rượu mà thành một xương. Ô, đây là pizza. Pizza khổng lồ đi. Nhưng mà mình không ăn bởi vì mình rất là ớn. Mình ghét pizza. Không thích pizza. Bây giờ mình sẽ vô hàng bánh mì. Đây là pizza. Nghe cái mùi là mình ớn rồi đó các bạn. Bánh ngọt. Đây là bánh suki. Đây nè, cái bánh này nó có đường nhiều. Bánh gì ạ? Đấy, bánh này to thiệt đó các bạn. Công nhận là to thiệt. Cái này là cái, đây là bánh mì. Ở đây có rất là nhiều lò nướng luôn nha các bạn. Đúng là cô với chú làm bánh mì đó. Đây là bánh mình thích nhất luôn nè, là bánh nhân đậu. À đây đây. Ú các bạn ơi, vitamin D nè. Rất là nhỏ. Cái này dành cho một người ăn là vừa rồi. Một người ăn là phải hết luôn. 29.500. Các bạn ơi, ở đây còn có gì không ngoài. Và đây chính là gà hay là không có gà đâu. Heo quay, nướng lu. Đây là heo quay. Đây là gà. Đùi gà. Trời lạnh quá các bạn ơi. Mình lạnh quá. Đúng rồi, bắt đầu vô đây là bắt đầu lạnh rồi. Khu này khu thực phẩm mà. Đố luôn nè, thịt gì đây? Đây hả? Thịt heo. Đây là sườn non. Đây là thịt đùi bê nội. Các bạn ơi, mình rất là lạnh. Nếu mà mình vô phòng thì là càng lạnh. Mới được cái bạn. Cái này là thịt này, chả này.
thịt heo băm á, heo xay á. Trời vô đó là lạc lắm luôn á. Cái vô đó là lạc. Ồ, vô đó là lạc. Thôi, mình đi ra. Cái này người ta bỏ vào mấy cái tủ trong mình bay thôi. Này là chả xúc xích này con này. Đây là xúc xích nha các bạn. Ý, mình lại mất hết rồi. À, rất thật. Đây là xúc xích nhưng mà chịu đựng được ít. Chọn là đó. Đây, thế mình vòng qua mình đi ra cho đỡ lạnh này như này. Tim đố luôn này, này. Thấy quả tim heo chưa? Đó, quả tim ấy. To hơn quả tim người, nhỏ bằng một phần con máu. Ừ, một phần tư, một phần rồi gan, lỗ tai này. Đây đó là nội tạng đó. Ừ, nội tạng này, đúng rồi. Lỗ tai này, thấy chưa? Sao họ đem đi nhập khẩu chứ không phải họ giết luôn. Không, họ mổ, họ lấy thịt họ bán riêng, họ lấy nội tạng họ bán riêng. Ở trong này là quầy thịt xúc xích. Lạnh quá, đi ra. À, thôi đi ra. Lạnh ở trong này nó khá là lạnh. Cái lạnh muốn đóng văn luôn. Ok, ok. Lạnh quá, đây là phô mai bò cùi như cái. Phô mai là tất cả những thứ làm rất là nhiều. Từ đó là thịt. Không mời, nó nghĩ lạnh quá. Cuối cùng mình thấy lạnh rồi các bạn. Sữa chua à? Bây giờ bắt đầu mát chứ không? Sữa chua kìa, tới thử cái sữa chua đi. Coi thử nó ngon không? Đấy, tới thử một cái sữa chua đi. Này, quay qua đây. Để cô bỏ riêng đây. Ừ, okay. Vị nó là vị gà lứt. Đố luôn này, cái này là cái gì? Đây hả? Nè nhìn nè. Ốc lá. Ốc bưu đó. Trời ơi, các bạn ơi. Trời ơi, cái này giống như là cái. Họ ghi là ốc sạch con. Mà nó chết như thế mà đang ốc nó. Ốc lá. À, tôi biết rồi, ốc lá. Cái này là. Cái này là ốc sạch lát bếp. Cái này là hải sản độc lạ luôn á. Ủa mà để đây nó không chết người ta. Hay thiệt á. Sao không chết? Ờ, hay thiệt luôn á nha. Ồ, hay nha. Rồi, vô cho bị lạnh nữa cho tôi nè. Ủa, các bạn ơi, nhìn mấy con cá kia nằm. Cá đang ngáp ngáp rồi đó. Nhưng mà sao nó ngủ được? Nhưng mà có biết cái này là cái gì không? Dạ, cá tầm. À, nhưng mà sao nó ngủ được? Không phải ngủ đâu, nó ngột thở đó. Bạch tuộc là 149.000 một ký. Một ống là 289.000 một ký. Trong này có mùi rất là tanh luôn các bạn. Đây cái gì? Đây là ốc hươn. Ốc hươn. Ốc hươn đúng. Ở đây là sò. Đó là ốc hươn. Đây là ốc hươn còn bé giờ nó đẻ trứng. Đây này là có gì? Đây là hàu. Đúng rồi, hàu. Wow. Còn ở đây này. Đang yêu. Hả bà? Này. Đây là vảy xanh. Đang biểu ba bác về đó đúng không? Đúng rồi. Phải. Có vảy xanh không? Xanh đấy. Nhưng mà mấy bữa bác với con nhỏ này. Con vảy với con nhỏ nó khác. Con này là cái. Đây là thịt. Và đây là cái chim đen. Cái bà xa. Con hố này. Á bình má thử lạnh luôn. Đó là con này là cái diêu hồng này thấy nha. Cái diêu hồng. Lắm. Cái trình này con này. Đây chính là cái trình. Đây nè, cái trình này nè. Cái trình. Nhìn nó giống như cua lươn. Y như con rắn vậy đó. Ừ, con thấy nó giống như cua lươn thôi. 300. Giống như con rắn luôn á. Cái trình này ngon lắm á.
về làm lẩu ông gì. Đây là cua. Cua này các bạn. Ui nó đồng bò kìa các bạn. Và nó được tích nở rất là đẹp. Cá kèo nhưng mà cá kèo này kèo cháy nhiều quá. Con chưa được ăn cá kèo. Đố luôn ra con này là con gì? Con hả? Đây này. Ba. Mình chưa ăn ba ba này, nhưng mà thôi. Thấy ba ba này ghê quá, mình không dám ăn được. Vì sao? Thấy sợ sợ sao? Con thấy nó giống như con rùa. Con có thích ăn ba ba không? Dạ có. Đây là con ba ba nha các bạn. Đấy, nó giống như con rùa. Đây là cá dâu hồng. Và cá dâu hồng luôn mà. Dâu hồng. Ủa cá điêu hồng hả? Đủ loại này. Đầu cá ngừ này. Đây là cá ngừ. Đây là lạnh quá. Cá chết. Cá mú này, cá mú nhỏ này. Đây là cái gì vậy? Không phải cá mú. Ủa cái gì à? Chứ phải cá mú. Hai trăm bảy hai ngàn cái. Rồi bây giờ mình sẽ qua quầy. Các bạn ơi mình lạnh chết luôn các bạn. Mình sẽ qua quầy rau củ quả nha. Đấy quầy này nó cũng lạnh sơ. Ui thương đó các bạn. Ui như hiện tượng mai tan luôn. Rồi mình hết lạnh rồi. Đây là bức chải. Sao không có nghĩa là nó không khuyến mãi nữa. Giá ở trên con. Các bạn ơi cái này là cái gì? Đây là cái gì đó? Cái này. Bông cải xanh. Đây là bông cải xanh. Bà biết bông cải xanh tiếng Anh là gì không? Là gì? Tao khi nào nhớ đây thì nói tiếp nha. Đây là súp lơ xanh nha mà. Này là gì không biết không? Hoa sen đấy. Thì hồi nãy con nói sen mà bác nghe. Ớt chuông nè. Đây là ớt chuông rất là cay. Ai cũng nhớ rồi. Ông cà xanh thì ai là broccoli. À đúng rồi đó. Ba cũng không biết từ đó luôn á. Khoai từ luôn nè kìa, khoai từ to ghê. Đây là khoai tây, tiếng Anh là potato. Khoai từ nè. Khoai từ tiếng Anh là gì? Chưa. Đây là đậu Hà Lan tiếng Anh là gì? Và đậu Hồ tiếng Anh là cheese. Dưới là pineapple. Đó con quả gì đây? Bí đỏ. Đúng rồi ha. Pumpkin. Bí đỏ tiếng Anh là pumpkin. Giỏi ta. Giỏi hơn ba rồi đó. Ba dấu. Nhưng mà trong Halloween có một loại đèn lồng hình bí đỏ có tên là Jack O'Lantern. Jack O'Lantern. Dạ. Đúng rồi, đèn lồng đó đúng không? Cái gì vậy? Con nhiều thích ăn cái quả này lắm. Con thỏ rabbit like eat carrot. Sạch trang trại đến bàn ăn. Hành lang mà. Rồi biết sàn thiết có phải là xứ sở. Đúng rồi. Còn cái gì là xứ sở dừa? Bến Tre. Bến Tre, đây là dừa xiên. Còn cái gì là xứ sở xoài? Nha Trang, Cam Ranh. Và xoài là xứ sở. Ồ, quả xoài này, đưa ra có cầm quả xoài lấy thử luôn nè. Mango. Bưng quả to nhất á. Đây nè. Ba này. Cẩn thận. It's a mango. They are mangoes. Đây cũng là quả xoài. Đây là quả. Quả gì? Quả này là quả. Sabuche. Nó rất là dở ẹt. Sabuche ngon mà con. Không dở mà. Quýt cam. Không thiếu một cái gì. Gì đây? Quýt. Quýt cam.
lê. Đây là lê. Này, món này, món này. Món này thích ăn là gì? Chưa học. Chờ durian. Con chưa học mà. À, chưa học mà đu đủ thích ăn là gì? Không. À, papaya. À, chuối. Banana. Tỏi. Chưa học. Tỏi ba cũng chưa học. Hành. Thôi, tỏi tỏi, tỏi tỏi. Hành tiếng Anh là gì? Onion. Onion. Hành tiếng Anh là onion. Onion. Chứ không phải tỏi tỏi hả? Hành mà chữ onion. Onion là hành hoặc là tỏi. Tỏi tiếng Anh là onion chứ tỏi tỏi là cái gì? Apple. Đây là watermelon. Watermelon. Này là gì? Apple quá dễ. Green apple. Có học được lớp 1 rồi. Này. Này là gì? Orange. Này. Grapes. Grapes. Cái này. Kiwi. Kiwis. Kiwi. Này. Cái này hả? Yeah. Quả gì đây? Lựu. Chưa học. Lựu lựu. Đây là orange. Rồi, cái gì rất là mình đi gần thấy một phần rồi đó. Oh, đây là quả dưa lưới melon. Pumpkin là quả bí ngô. Mình đi nguyên một phòng, mình ra đây là sẽ là tới cái gì luôn nè. Quầy thiên năng đúng không? Ở đây là sẽ là những cái quầy bán kem, nước ngọt, những cái đồ đông lạnh. Đây là gà. Gà tốt. Rồi hết. Ra đây là. Đây là tương ớt. Ra đây là sẽ là quầy thiên năng rồi. Còn đây chính là một hàng gạo. Là gạo. Rất là à, bây giờ lúc này chào các bạn đây nha. Chào các bạn rồi mình sẽ đi mua nha. Và cơm tiếng Anh là gì? Mình review xong rồi. Cơm tiếng Anh là gì? Right. Chính xác. Để em đỡ rồi. Bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ đúng không? Dạ. Ok, bye bye.